Tôi mới săn lùng được cái quán Milo dầm này nè, topping ăn mỏi miệng luôn á mấy bà. Mà giá chỉ từ 25 cành thôi nghe. Hello mọi người, mình là Vi Thích Review đây. Hôm nay tôi sẽ dắt mấy bà đi ăn đá bào với tôi nha. Cái này nằm ở dưới chân cầu đầu 6 á, kế bên cái shop Holo mà bán phụ kiện á mấy bà. Quán này sẽ bán từ lúc buổi sáng tầm 10 giờ rưỡi cho tới tối 11 giờ luôn nghe mấy bà. Có chỗ ngồi lại nữa đó. Chuyện là hôm nay mấy đứa nó rủ đi qua Holo mua phụ kiện, xong cái khát nước quá gặp cái chiếc xe này tưởng nó bán nước, cái vô cái trời tự nhiên thấy bán đá bào cũng lạ lạ, rồi kêu ăn thử, ai về đâu quá trời ngon luôn. Bây giờ phải quay cho mấy bà coi nè, bây giờ tôi mà kiếm được mấy quán nào ngon ngon á tôi ngứa nghề, sau đó tôi phải quay cho mấy bà coi với tôi á. Chị Thi cũng tài lanh lắm, vô đòi anh cho em làm thử nha, quay đá bào rồi các kiểu. Ly này của tụi tôi order là hương Việt Quốc nha, là 25 cành, là sẽ có full topping cho mấy bà luôn, rồi cộng thêm một pudding nữa. Bên đây có nhiều loại shop để mình chọn lắm, như là Việt Quốc, dâu nè, Milo nè, sô-cô-la nè. Mà có điều đặc biệt này nữa, mấy cái loại topping là chị chủ làm không luôn á. Ngoài Milo, dầm, với lại mấy cái đá bào thì còn có bán trà trái cây đồ nữa. Hồi tôi có order 2 ly trà trái cây uống nữa cũng ngon lắm. Ta nói ra mấy anh trong đây đứng làm mà cũng thi ở ngoài quá trời thèm mà, kêu anh ơi anh có thể nào làm nhanh nhanh chút nữa không, em thèm lắm rồi. Rồi nhìn cái phần topping này có chất lượng quá không dạ. Tiếp theo tụi tôi có order phần Milo dầm này, mít xịn sò nè, tôi tâm đắc nhất là ly này luôn á. Nè gứa một lớp Milo xong, cái gứa lớp sữa, xong rồi gứa thêm một cái lớp bột Milo nữa mà làm hai lần vậy luôn á. Mới đầu tôi tưởng đâu để đá full đầy rồi gứa Milo gứa sữa lên là xong rồi, ai nhà nó làm tới hai lần vậy luôn á, thì nó sẽ rất là béo luôn nghe mọi người. Cái phần này của tụi tôi thì cũng là full topping luôn, nhưng mà có thêm pudding với lại bánh lăng nữa, cho nên là phần này 27 cành nha. Ta nói đứng ở ngoài quay mà thèm gì đâu luôn á, cuối cùng cũng ra tới rồi nè. Nhìn đi, chất lượng chưa? Chưa vậy trơn á, ta định quay cái anh Thi cầm lên quốc liền á, chịu hết nổi rồi. Nó ăn luôn cái pudding trà bá gì đó. Ai là fan của Milo dầm mà chưa kiếm được cái quán nào mình ưng ý á, thì có thể ghé cái quán này tham khảo thử nha. Bên đây chị chủ còn có bán chân gà nhâm xả tắc nữa nè, một phần gì là 25 cành cũng khá là ngon. Kiểu như mình ngồi với đám bạn rồi uống nước, đồ ăn vặt chiêu chiêu cũng ok. Ăn xong cái hơi khát nước á, cái nó order thêm một ly trà dâu tằm là 25 cành, uống cũng khá là ngon á. Không biết hồi chiều điên Thi nó ăn cơm chưa tao cũng không biết nữa nghe. Mà vô tao nói nó ăn, nó uống, nó hút gì đâu mà nó làm lia chia hết trơn á. Còn tôi thì order lia trà ổi 20 cành, uống chua chua ngọt ngọt, có mấy miếng ổi ăn cũng ngon. Biết chị xin chị chủ một miếng muối để chấm rồi. Ai thèm đá bào full topping thì tan con bạn thân, rủ nó qua đây liền đi nha. Còn giờ tôi về đây, bye bye.